Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Thì các bạn trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái dự án IDO rất là đặc sắc sắp tới sẽ nít ở trên bài beat và đây cũng sẽ là một cái dự án admin định hướng có thể là sẽ là một cái kèo mà chúng ta sẽ cùng nhau chơi nước sóng ở trên kênh Thanh Đô chúng ta admin sẽ chia sẻ test giá cho anh em sau à, Thì các bạn đối với cái dự án hôm nay sẽ có tên là Reality Metaverse một dự án hướng tới trên Metaverse Uh, đây là cái uh, trang uh, của dự án này và chúng ta thấy là dự án này có vẻ là một dự án đất ảo đúng không ạ và anh em thấy là những cái dàn đất ảo thời gian gần đây thì khá là hot đúng không ạ trước từ trước tới giờ thì trang đất ảo chưa bao giờ là anh em thất vọng đấy Thế thì đối với cái dự án Trinity Metaverse này thì cũng sẽ là một cái dự án mình nghĩ là có đất ảo Vì ta nhìn thấy ở đây thì có hình ảnh những tháp Eiffel, rồi có các cái tòa nhà à, có đặt tên đường Có lẽ đây là một cái dự án Metaverse đất ảo chăng? Đấy, mua bán đất ảo thì có khi xuất hơn cả là đất ở ngoài đời ấy đúng không em? Thế thì đối với cái dự án Trinity Metaverse này thì Admin đã có những cái phần đánh giá cho anh em à, Mình cũng xin chia sẻ luôn là trong cái video này thì sau cái phần đánh giá này sẽ là một cái chương trình iDrop Uh, vừa là một chương trình mua NFT vừa là một chương trình Arop và ngoài ra thì sau mấy ngày nữa thì sẽ có một cái video chia sẻ về IDO với dự án Trinity Metaverse này anh em nhé. Uh, bây giờ mình sẽ cùng với anh em chúng ta giới thiệu về cái dự án này một chút. Đấy, đây là trang chủ của dự án và trên đây thì anh em sẽ có thể theo dõi rất là nhiều thứ. Ở đây là Nenoi Nen Go này, ở Nenoi Go như vậy này là dễ dàng thấy có thể đây là một dự án đất ảo và dự án này sẽ có có rồi đấy anh em ạ có sẽ có một cái app ở trên Google Play và một app ở trên Apple Store đấy, anh em có lẽ là mua đất ảo rồi và với dự án này thì chúng ta sẽ có thể xem phần market market đây là cái ở trên chợ chúng ta sẽ xem qua một chút Đấy, ở đây thì hiện tại thì không nhầm thì sẽ bán đất đất ảo Probix vào ít ngày nữa. Tức là khoảng 10 ngày nữa thì giá này sẽ bắt đầu bán Probix với những cái đất ảo trên đây không biết là nó bán bằng cái gì đấy thì mình cũng chưa tìm hiểu rõ nhưng mà nhìn chung là nếu anh em mới định mua thì anh em có thể vào đây đã mua mình thì uh, không không có xem kỹ với cái phần này ở đây phần nister nister thì ở đây chúng ta thấy là một số ví quả đã có cái này rồi còn lẽ ví của des thôi chứ còn chưa bán ra thì cũng chưa có người sử dụng thực sự đây là media Media thì dự án này có vẻ là xuất hiện ở trên rất là nhiều các cái trang truyền thông cũng như là Uh, xuất điện ở cả trên các cái trang của cây nguồn tin tức báo chí rồi đây là video rồi ở đây có cả phần con tắc liên hệ về cái đội ngũ của dự án rồi uh, nói chung dự án này thì rất là minh bạch đúng không ạ chúng ta nhìn thấy khá là minh bạch uh, so với những cái dự án ta ta tham gia với dự án đất ảo thì dự án này khá là minh bạch uh, vâng bây giờ thì sẽ là chương trình ido Uh, với chương trình IDO của dự án này thì uh, nó sẽ kéo dài từ uh, bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng tháng 4 và muộn nhất của chương trình IDO sẽ là ngày 11. Uh, IDO thì dự án này bán ở trên pool bán trên Game Starter, bán uh, Spores Network. Ở đây thì chúng ta thấy là cái giá IDO uh, đều đi về giá là 0,04$ đô. Uh, và dự án này thì sẽ có tổng cung là 1 tỷ token, uh, một, ok 1 một tỷ token với dự án này thì uh, chạy trên uh, hệ uh, chính xác là mình thấy là cái con tốc cần của nó chạy trên hệ Ethereum hôm nãy mình có xem qua thì nữa mình sẽ cho anh em xem lại cái dữ liệu của nó uh, ở đây thì các bạn có thể thấy là dự án này sẽ TGE đây là cái mức PGE mình cho anh em xem à, như vậy là trên này thì lại ghi là Polygon anh em ạ ở kia thì ghi là là là, là Ethereum nhưng mà thôi Polygon này Ethereum đều nhau cả hai hệ này đều hot ở đây thì dự án này sẽ mở khóa 25% và sau đó mở khóa tiến tính 25% trong tháng tiếp theo thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái phần TGE thôi còn những tháng tiếp theo thì anh em chắc chắn nước chả có liên quan gì IDO nữa đấy thì uh, TGE 25% tức là những cái người mà mua IDO ấy thì họ sẽ cần phải có họ phải nên được mức giá 0.04 nhân với 4 0.04 nhân với 4 đúng không ạ tức là nên 0.16 thì mới có lãi đấy Ờ, như vậy là ở cái mức cap là 160 triệu thì mới có lãi. Đấy. Tức là x4 mới có lãi. Đấy. Và chắc chắn là trong cái các dự án ở trên bit thì thường sẽ không bị khóa. Đấy. Theo thông tin hôm trước người ta tham gia vào dự án 3P đấy. 3P anh em hay trêu nào bảo là 3 phở đấy. Thì không bị khóa mà TGM 100% thì người ta cũng an tâm hơn. Ngo ngại nhất là mấy cái thằng IDO bên ngoài nó đem lên sàn nó bán thôi. Rồi anh em mình thì sợ gì đúng không em? Rồi ok. Ờ, với dự án này thì có cả bán cả vòng C anh em nhé Cũng chia sẻ với anh em là trong vòng C có bán nhé Và C thì chắc chắn là C sẽ khóa rồi C 8% C thì không biết là khóa bao nhiêu đây Ở đây thì không ghi rõ là cái dữ liệu C nó khóa bao nhiêu anh em ạ ờ, Ở đây thì uh, là token đây đây là C rồi C TGE thì chỉ mở khóa là 2,5% thôi Đấy từ mấy thằng C này thì không sợ lắm Private thì cũng chỉ mở khóa 4% thôi Không sợ lắm đúng không em Đấy, non tát đây, các thứ đây anh em xem. Đây là cái đội ngũ team này, đây là team của dự án nên chúng ta thấy thành phần đây này. Cố vấn các thứ này. Cố vấn thì có các cái nhân vật đến từ những cái tập đoàn lớn như là Google, Lia, Microsoft có lẽ là nhân viên cũ thôi, đúng không ạ? Rồi có Golem và có Gamehead. Rồi trên đây thì danh sách bộ sậu thì khá là, là, ổn đấy. À, cái, có một cái founder thì có một ông từng làm cho Samsung Galaxy Store. Đấy, cũng khá là uy tín đây. Ok. Và đây thì anh em để thấy ở trong đây thì uh, nó sẽ ra cái maker plate tức là một số các cái nền tảng nó sẽ niêm yết NFT thì sẽ lại OpenSea, Crypto, Magic uh, Eden rồi Play Depper, One Planet. Uh, nissan thì có dự kiến là sẽ có thể là sẽ nít ở trên bài bít là chắc chắn rồi Đấy, có thể là sẽ nít ở KuCoin, Hubi, Bitmap và Damaker đội uh, ngũ Uh, các cái đội ngũ uh, liên uh, đối tác thì sẽ có Polygon và Golem Maker Market thì sẽ là Skylet Trading ai dự án này còn nó, nó còn uh, nói cả về cái Sky, uh, Maker Market luôn Tức là cái dự án này sẽ có Maker Market để xem bọn Sky, Trading, Trading này, này này nó kéo có lai hồn gì không Rồi đây thì có các cái danh, danh sách một số các cái trang Plastip Đấy. Rồi đây thì anh em thấy này Thông tin thì trên MyBit biết thì sẽ nít hạ Ido với hai dự án sắp tới, đó là dự án Redmi Meta và dự án Play XK Demi đấy. Đấy thì cái này thì nát nữa chúng ta tìm hiểu sâu hơn nhé. Rồi đây là cái trang Twitter của dự án. Với Twitter của dự án thì anh em thấy là có 182 000 được follow, có một số một số các cái nguồn follow. Ta thấy có một số nguồn follow thì cũng có lượt follow khá lớn. đấy anh em thấy, đây anh em có thể ấn vào đây thì cần ra những cái nguồn follow. Đây, đặc biệt là Pou đúng không ạ? Pou có 347 để follow Pou thì là trang bán Hero rồi, là game head đây, game head anh em biết chắc chắn là game head có liên quan đến dự án rồi, đúng không ạ? ok, ở đây thì anh em sẽ thấy này. Với dự án Disney Metaverse thì ở đây anh em thấy là dự án này sẽ bán on pass ở trên Game Starter. Uh, Store Network đấy, ở đây nó ghi đấy Và đây thì có một cái điều đặc biệt là dự án này sẽ bán non đồng thời ở trên Mac đúng không ạ Chúng ta thấy là lịch sử trước giờ những cái dự án mà thường nít cả, Mac cả, Bybit thì thường là dự án khá tốt đúng không ạ Và dự án dự án Disney này nó sẽ nít ở trên Mac luôn Ok, với cái dự án này thì <laughs> chúng ta thấy là từ nguồn uh, Store Network thì có chia sẻ về cái dự án này luôn dự án này gọi vốn được là 2,5 triệu đô đến từ Solid VC Baker đấy thì thực tế là cái dự án này anh em sẽ thấy một điều là cái việc gọi vốn ấy không cứ là gọi vốn là cho việc token nó sẽ có thể chia sẻ lợi nhuận cả NFT nữa vì thế là cái việc gọi vốn một dự án đất ảo thế này ấy, thì anh em không quá lo ngại về cái vấn đề là bán token bởi vì là nó khi gọi vốn thì nó sẽ có cả điều khoản bao gồm cái NFT nữa đấy rồi, dự án này ở trên đây thì nó lại ghi là chen là ETH, chả biết là chain chạy ETH là Polygon nữa nhưng mà cả hai hệ thì đều như nhau. Đấy, đây là cái lý do mà lại mình nói này có chen ETH. Con mã token nó có tên là RNTM và giá thì anh em biết rõ rồi. Đấy, tuần hoàn ban đầu thì nó sẽ là 193 triệu 950. Đấy, đây là một mức tuần hoàn chỉ bằng 1 phần 10 so với tổng cung của dự án thì có thể là nó bay được nhá. Ok, TGE các thứ anh em đã biết quá rõ rồi. Đấy, đây là danh sách đối tác từ anh em theo dõi đây on on planet các thứ đấy rồi dự án này thì sẽ có nft này rồi đã sẽ có dự án có 6 triệu người dùng web 2 từ lenoi go này rồi được hỗ trợ bởi cộng đồng web 3 mạnh mẽ với 400.000 thành viên ở đây là cái roadmap, map, ra map thì nói chung là anh em xem sơ sơ roadmap map đi, anh em quen thì chúng ta xem nhá. Đấy thì uh, đấy là những cái cơ bản nhất mà mình giới thiệu cho anh em. Thì nhìn chung là đối với một cái dự án đất ảo thế này thì nó bay là chuyện có thể. Bởi vì là dự án metaverse thì nó không còn hot như ngày xưa. Mình hiểu nó luôn nhưng mà những cái dự án đất ảo ấy thì chưa bao giờ nó hết cái độ hot của nó và những cái dự này án này thì nó kéo giá nó cũng đơn giản thôi. Vì trước giờ những cái án đất ảo thì nó đều là cái dán rất là tốt đúng không ạ? Ok. <laughs> Rồi đối với cái dự án này thì chúng ta sẽ chưa thể tham gia IDO ngay vào ngày mai hoặc ngày kia có thể như vậy Nhưng mà chúng ta có thể tham gia một cái chương trình IDO mà đây anh em khi anh em thu thập hữu hiệu NFT thực tế thì anh em sẽ có thể nhận được IDO free cái mã thông báo IDO thực tế Metaverse Đấy để chào mừng IDO của Metaverse thực tế trên web 3 thì nó sẽ có một cái đợt airdrop trị giá 20.000 đô để uh, anh em tận hưởng. Đây là cơ hội để anh em có thể kiếm được một số mã thông báo uh, Readney Metaverse chỉ bằng cách diễn NFT. Bộ sưu tập phát hành ngày mùng 2 tháng 4, 9 giờ sáng vào lấy hộp bí ẩn để tiến độ thực tế. Họ sẽ chụp nhanh tài khoản. Chụp nhanh tài khoản vào ngày mùng 9 tháng 4, 8 giờ sáng, UTC. Ờ... Uh, đó huy hiệu các bạn càng hiếm thì các bạn sẽ những càng nhận nhiều thương mã mã thông báo thì nó sẽ có hai loại huy hiệu đó là loại SR với số lượng là 50 mã thông báo. Sorry anh em, 50 SR anh em nào bốc được cái SR cực kỳ hên. Thì anh em sẽ nhận được 100 đô mã thông báo đi y metaverse. Còn bậc R ấy thì nó là bậc phổ thông rồi, nó hơn có 1450 NFT thì sẽ có 3 đô tương đương mã thông báo thì mã thông báo sẽ được phân phối cho tài khoản Bybit người dùng đủ điều kiện trước khi uh, Disney Metaverse được liệt kê trên nền sport và anh em đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia dự án sớm này truy cập NFT chúng tôi để lấy huy hiệu thực tế ngay bây giờ Đấy. thì uh, có hai cái vấn đề xảy ra vấn đề thứ nhất đó là nếu như bây giờ mà anh em uh, mua NFT mà chúng ta mua được nhiều hơn hai mã thông báo NFT hoặc là chúng ta mua lại trên thị trường NFT thì liệu này anh em ví dụ bây giờ một một mã r thì anh em lại được ba đô aerobe đúng không ạ nếu hai mã thì liệu được 6 đô hay không thì mình đang hỏi bên admin của bybit và sẽ sớm có câu trả lời cho anh em à, rồi còn một cái nữa một cái nữa là gì là liệu cái thời điểm mà ido phân phối thì chúng ta có được trả aerobe luôn không đây là một câu hỏi rất là quan trọng để anh em có thể cân nhắc chúng ta múc đúng không ạ rồi, đấy là hai cái câu hỏi mà mình cũng đã đặt ra vừa admin KOL để admin hỏi bên bài bit Thì nói chung cái này không có gì là chắc chắn cả Nhưng mà mình cũng rất là cố gắng để có thể là chia sẻ những em thông tin chính xác Thì mình cũng đặt luôn câu hỏi để cho anh em có những cái định hướng trước Khi chúng ta tham gia vào những dự án group này hay là có những cái kế hoạch mua NFT Hay là mua trên thị trường chợ của NFT của bài bit sau khi mà bán NFT Đấy thì anh em tự cân nhắc nha, mình cũng đưa ra hai câu hỏi để cho anh em biết luôn À, với cái dự án ở trên Lai NFT này thì chúng ta sẽ mua với giá là 2 đô với điều kiện anh em sẽ phải mua ở cái thời gian mà nó sẽ nít thì ở cái thời gian nít sau đây sau đây sẽ là 16 giờ 20 phút thì chính xác thời gian bán ở đây mình xem lại cho anh em phát hành vào 9 giờ sáng UTC đúng không ạ 97 là 16 giờ ngày mai nhé 16 giờ ngày mai thì cái bộ sưu tập này nó sẽ bán ở trên bài bài bit NFT mình sẽ dẫn lại link ở phía dưới phần mô tả video cho anh em đấy và với cái bộ sưu tập này thì anh em sẽ mua ở cái giá khởi điểm là hai đô và chắc chắn là sau khi nít sàn thì giá sẽ được đẩy lên cao đấy bởi vì là một cái dự án IO rất hot anh em nhớ phiên 3P vừa rồi thì x20 đúng không ạ nên cái dự án này thì anh em cứ nhân lên nó cứ, cứ nhân nhẹ là bây giờ x5 đi thì hai đô nó sẽ thành 10 đô Đấy, hoặc là lên 15 20 đô đấy chuyện bình thường nhé Đó thì anh em chỉ cần mua được NFT này thì chắc chắn là sẽ có lời. Đấy khả năng khẳng định luôn với anh em là chắc chắn là sẽ có lời. Đấy, thì mai anh em chúng ta canh giờ là mua có vậy thôi đúng không ạ? Toàn bộ cái video stream quy đến thời điểm này nó chỉ có đến cái vấn đề này anh ta canh để mua NFT thôi. Còn với việc mua ở trên chợ NFT thì mình đấy là do anh em tự cân nhắc giá nhé. À, mình chỉ nói là phiên 3P hôm trước ấy, thì nó là x10 đúng không ạ? X10 ở thời điểm Nissan ừ, Con này thì uh, mình dự kiến nó không được X10 Thì uh, khả năng là nó không được bằng AP Ở uh, 3P thì uh, khả năng mình đối được tầm khoảng X, um, X5 năm còn cao hơn thì vẫn có thể anh em nhưng mà mình chỉ muốn cho anh em một cái định hướng thôi tức là anh để cho anh em căn ra mua giá NFT thôi đấy nhưng mà thực tế là nó không biết trước được cái gì đâu coi thì không biết trước được gì cả mình đưa ra một cái dự kiến cho anh em thôi nhưng mà uh, mình khuyên là anh em tốt nhất là chúng ta sẽ canh giờ để chúng ta múc uh, NFT ở trên bài beat này nhé uh, còn bây giờ thì uh, uh, chúng ta sẽ cùng chờ đợi chờ đợi bao giờ bán hai đô thực tế trên bài beat, chúng ta sẽ múc thêm còn bây giờ trước mắt thì bạn hãy cùng với mình chúng ta canh giờ để mua NFT Redmi Metaverse Base NFT này uh, ok uh, À, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn USDT ở bên tài khoản uh, funding Và chuẩn bị, nếu không nhầm là bên funding thì phải Đúng không? Chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn ở trên tài khoản funding hay là tài khoản này thì chúng ta À đây Không biết là nó sẽ mua bằng tài khoản nào nữa, mình quên mất rồi Nhưng mà nhìn chung là anh em sẽ chuẩn bị cả bên funding, cả bên này đi Cả bên funding, cả ở bên uh, giao ngay để chúng ta có thể mua hàng nhé khuyên không biết là mua tài khoản nào rồi, rồi mai mình sẽ hỏi lại rồi admin cho anh em. Đấy. đó thì anh em lưu ý cho mình cái phần này. Ok. Ok và rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về một cái chương trình idol rất là đặc sắc uh, trong thời gian tới với một cái chương trình idol cũng rất là hay đến từ nền tảng máy bit. Uh, hy vọng là đồ với chương trình idol cũng như chương trình uh, đặc biệt là chương trình uh, uh, IROPE bằng cách là mua NFT, sử dụng NFT với dự án Rednei uh, Metaverse này thì anh em sẽ sớm có thể mua được NFT với giá tốt và có thể mở ra những con NFT chất lượng uh, Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong các video tiếp theo